Sau đây là trận thi đấu thứ hai giải bóng chuyền các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam, trận chung kết giữa hai đội trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ đang trang phục áo vàng quần đen, đội trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ với trang phục áo đỏ quần đen ở hiệp đấu thứ nhất của trận chung kết. Đội Nguyễn Văn Cừ đã thắng với tỷ số 25-16. Nguyễn Văn Cừ 9, 19, 15, 10, 7 và 5. Đội trưởng là số 15. Đội đấu hết. Mời khán giả bên phía tập đội chính có thể lưu ra một xíu đi để tạo điều kiện cho các em thi đấu. Ở hiệp đấu thứ hai này, trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình phát bóng. Cái này Nguyễn Thái Bình, cái này đẹp, cái đóng phòng đây là phía sau xíu đi. À, gần chỉ thấy rồi chúng ta sẽ đi thêm vào. Trận đấu bắt đầu. Điểm cho Nguyễn Thái Bình 1-0. Điểm cho đội Nguyễn Văn Cừ 1-0. Cầu bầu mong áo số 4 của đội trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ thi đấu rất là khôn ngoan. Bóng chúng ta chắn ra ngoài. Điểm cho đội Nguyễn Văn Cừ 2-3.
điểm cho đội Nguyễn Văn Cư 3-4. Đây quả là một trận chung kết đáng xem. Toàn tỉnh Quảng Nam có tổng cộng 57 trường trung học phổ thông và đây là hai đội xứng đáng nhất trong trận chung kết chiều ngày hôm nay. Điểm cho đội Nguyễn Thái Bình 5-3. Bóng vẫn trong sân. Chặn bóng tốt. Điểm cho Nguyễn Văn Cừ 4-6. Một vận động viên của đội Nguyễn Thái Bình đang bị trục rút do thời tiết rất là nắng nóng. Mai đội hình y tế ngoài. Mai đội hình Nguyễn Cừ ở trong sân luôn. Trận chung kết diễn ra giữa hai đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam và đội trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam. Tỷ số bây giờ là 6-4 nghiêng về đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Bình, Nguyễn Thái Bình. Viên của cả hai đội cổ vũ rất là nhiệt tình và ai cũng muốn cho đội bóng yêu quý của mình được chiến thắng ngay trong ngày hôm nay. Trận đấu được tiếp tục và đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ phát bóng. Đã làm cho lay động trái tim của cổ động viên. Bắt bên bắt bắt
phổ thông Nguyễn Văn Cừ sinh hội kỹ thuật lần thứ nhất ở xét cháu thứ nhất đầu trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ đã thắng đầu trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình với tỷ số 25-16. Hai đội tiếp tục vào sân thi đấu trận thứ hai của chung kết các trường trung học phổ thông Nguyễn Cừ và Nguyễn Thái Bình. Tỷ số bây giờ là 8-5 nghiêng về đầu Nguyễn Thái Bình. Đổi điểm cho Nguyễn Văn Cừ 6-9. Chạm móng tốc điểm cho đầu Nguyễn Văn Cừ 7-9. Trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam xét đấu thứ nhất trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ thắng với tỷ số 25-16. Ở xét đấu thứ hai đội trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình đang tạm giảm với tỷ số 14-7. Thời gian hội ấy đã hết, bây giờ hai đội tiếp tục vào trong thi đấu. Tốc điểm cho đội Nguyễn Văn Cừ 8-14.
tốt. Điểm cho đội Nguyễn Văn Cừ 9-15. Các cổ động viên của trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ đang cổ vũ rất là nhiệt tình cho đội bóng yêu quý của mình. Điểm cho đội Nguyễn Văn Cừ 10-15. Thành viên của hai đội đang cổ vũ rất là nhiệt tình. Bóng không qua lưới. Điểm cho đội Nguyễn Văn Cừ 11-15. Đội trung học phổ thông Nguyễn Cừ phát bóng. Điểm cho đội Nguyễn Thái Bình 16-11. Các bạn đang theo dõi trận đấu thứ hai giải bóng chuyền các trường trung học phổ thông tỉnh Quảng Nam giữa hai đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ và trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình. Bấm ra ngoài, điểm cho Nguyễn Văn Cừ 12-16. Điểm cho đầu Nguyễn Văn Cừ 13-17. Đầu trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ đang bóng đuổi với tỷ số rất là gắt gao. Quả bóng tốt, điểm cho Nguyễn Văn Cừ 14-17. Các cổ động viên đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ đang cổ vũ rất là nhiệt tình cho đội bóng yêu quý của mình. Các em đã có mặt từ sáng đến giờ và cổ vũ không mệt mỏi. Rồi bóng trung học phổ thông Nguyễn Văn Bình xin hỏi lần thứ nhất. Tiến đến trận chung kết ngày hôm nay, đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ đã thắng ở vòng tứ kết với đội trung học phổ thông Nguyễn Hè với tỷ số 3-2-1 và trong vòng bán kết, đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ đã thắng với đội trung học phổ thông Trà Nam với tỷ số 2-0. Và đây là hai đội đã vào chung kết trong buổi chiều ngày hôm nay. Đội trung học phổ thông Nguyễn Cừ bây giờ là 15-17. Các cổ động viên của trường trung học phổ thông Nguyễn Cừ vẫn đang cổ vũ hết mình cho đội bóng của mình mặc dù thời tiết rất là nắng nóng.
Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Cừ đã tiếp nối lửa cho các vận động viên trên sân, mặc dù thời tiết bây giờ là rất là nắng nóng. Nhiệt độ ngoài sân đang khoảng 35 độ C. Đã bóng lên rồi. Điểm cho đội Nguyễn Văn Cừ 17-18. Sự tiền lửa của các cổ động viên trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ đã làm tăng lên sức mạnh cho các đồng viên trên sân. Và bắn ra ngoài, điểm cho đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ 18 đều. Chúng ta đã được lên 18 đều. Với đà tiếp tục đà này thì chúng ta sẽ có lợi thế. Điểm cho trung học phổ thông Nguyễn Văn Bình 19. Đội trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình phát bóng, bóng không qua lưới. Điểm cho đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ 19 đều. Ta nhận thấy rằng các cổ động viên của đội trung học phổ thông Nguyễn Văn Cừ cổ vũ không mệt mỏi. Bóng trong sân, điểm cho đội trung học phổ thông Nguyễn Cừ 20-19. Trường trung học phổ thông Nguyễn Thái Bình xin hội lần thứ hai, và ở xét đấu thứ hai này thì cả hai đội đều hết quyền hội ý. Chúng ta nhận thấy các cổ động viên của đội trung học phổ thông Nguyễn Cừ cổ vũ không biết mệt mỏi. Tạo cái điều kiện mà cho các em thi đấu tốt thì ban tổ chức yêu cầu các khán giả của cái đội lui ra khỏi tập trung. Sẽ thay đấu thứ hai này, hai đội đang đấu tiếp tranh nhau từng điểm số một. Tỷ số bây giờ là 20 đều. Nguyên bây giờ đội Nguyễn Thái Bình phát bóng, thời gian đang ngồi điểm cho Nguyễn Cầu. Hai mươi. Thank you.
điểm cho đầu Nguyễn Văn Cừ. 22, 21. Từng điểm một. Tỷ số bây giờ là 23-22. Nguyên về Nguyễn Thái Bình. Điểm cho Nguyễn Văn Cừ 23 đều. Một trận đấu thật là sôi động và hấp dẫn. Các cầu thủ giữa hai đội đã có những pha bóng rất là đẹp mắt. Điểm cho Nguyễn Thái Bình 23. Ở trận đấu thứ hai này, cầu Nguyễn Thái Bình thắng với tỷ số 25-22. Qua trận đấu thì hai đội đều tạm hòa với tỷ số 1-1.